Hello anh em nhé, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà chỉnh một chút trong phần cài đặt bổ sung anh em nhé. Thì đây, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nhớ share không? Anh em nhớ like, đăng ký kênh giúp mình nhé. Thì mình sẽ có động lực và mình chia sẻ cho anh em nhiều hơn. Nhưng mà mình xin được nói trước là mình sẽ không chia sẻ full anh em nhé. Chia sẻ tầm 70% thôi. Mình chia sẻ full là mình bán không được. Đó là như vậy. Anh em nào muốn mua thì mình đang bán công thức không dung tâm. Thì không dung tâm, chỉ không dung tâm thôi là 70.000, cạc là 90.000. Và không dung tâm cộng với bán cực kỳ mượt và mình cài thêm macro cho các bạn là 100.000 nếu chuyển khoản, còn 120.000 nếu là cạc. Mình bắt đầu nhận cạc anh em nhé. Rồi, bắt đầu thôi anh em. Đầu tiên anh em vào cài đặt bổ sung này. Rồi anh em vào hỗ trợ tiếp cận. Rồi, tiếp theo anh em xuống cái phần con trỏ chuột lớn, anh em bật lên. Đó, thấy không? Con trỏ chuột lớn bật lên. Rồi, phòng kích thước hiển thị là anh em để lẫm mắc luôn nhá. Thì nhiều anh em không biết, anh em để nhỏ tít xuống như này. Đó, là bắn như cứt luôn, mình nói thật. Rồi, anh em áo ra, vuốt xuống. Thời gian dừng thì anh em để là, bật lên anh em để là 200 mili giây nhá anh em nhá. Đó, rồi anh em vuốt xuống. Thời gian hành động đây này, cái này mới quan trọng này. Cái này nhiều người để 10 giây này, 30 giây này, thậm chí là 2 phút này. Đó, mình khuyên anh em nên để là mặc định anh em nhé. Nên để là mặc định thì bắn nó ok nhất. Còn anh em để 10 hay bao nhiêu giây ấy, thì bắn nó sẽ rất là lag luôn. Rồi, áo ra. Cái phần tùy chọn phụ đề này mình không thể hướng dẫn cho anh em được nhá. Anh em muốn mua thì anh em cứ inbox trực tiếp qua Facebook của mình. Mình để ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận anh em nhé. Rồi, tiếp theo nữa anh em vào, đầu tiên anh em vào cái này. Đâu rồi? Áo ra này. Bàn phím ảo đây rồi. Anh em phải bật lên, đó. Đây, cái kiểu này anh em để là trượt anh em nhá. Rồi, cái này nói chung là quan trọng đấy nhá. Cũng liên quan đấy, thằng nào bảo cứ liên quan thì kệ mẹ nó. Đây anh em để như này cho mình. Đó. Thấy không? Rồi. Anh em vào ẩn phím tự động, anh em vuốt xuống. Bật Free Fire lên. Đó. Tắt cái này đi, hiển thị trên màn hình này, màn hình khóa ấy, em tắt đi. Rồi, em tắt bàn phím ảo đi. Ok. Mình bán cho anh em xem này. Mình bắn cho anh em xem, từ từ mình kẹp điện thoại vào cái chân nữa. Anh em thông cảm nhé, mình phải kẹp vào cái chân. Không thì mình không bắn được. Không thấy đâu. Đây, không được, kẹp ở nhà đi. Anh em nhìn hơi bị khuyết một góc một tí anh em ạ. Anh em thông cảm nhé. Rồi, anh em nhìn mình bắn cho mà xem này. Ok, vào nhầm rồi. Đây, vào huấn luyện mình bắn cho anh em xem này. Đó, anh em thấy không? Bắn cực kỳ nhiều đầu luôn. Nếu anh em là muốn mua của mình ấy, thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cho mình nhá. Mình đã nhận cạc rồi anh em nhá. Đó, thấy dễ vào đầu không em? Nhưng mà cái này không phải reng cho nên là anh em có. Nói chung là nếu biết vuốt thì là full đầu. Nói chung là chỉ cần biết vuốt tâm thôi là được anh em ạ.